Yo, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Top Mobile Games. Kết thúc bảo trì rồi và hôm nay chúng ta đã có thêm một cái box iconic mới dành cho Barcelona. Với cái box này thì thực sự là cũng không có quá nhiều những cầu thủ mà chúng ta có thể gọi là đặt niềm tin vào cái việc là nạp coin cũng như là dùng coin để mở các cầu thủ này. Mình nghĩ là có lẽ trừ các fan của Barcelona ra thôi. Về mặt chỉ số nói chung ý, thì đây đều là những cái cầu thủ với cái độ tuổi nó cũng khá là cao rồi. Thành ra là về cái mặt chúng ta có thể nói về một vài các chỉ số đặc biệt như là về tốc độ hay là về các cái chỉ số về sức mạnh, chỉ số về stamina nó sẽ không quá tốt. Ví dụ đây chúng ta sẽ có Iniesta chẳng hạn, anh em có một bộ chỉ số về dây sắt rất là hay. Tuy nhiên về stamina không đánh giá quá cao này. Buyon thì có lẽ là vẫn có thể là đủ khả năng để cho anh em nạp coin được vào. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy được rằng là cái bộ chỉ số nó cũng không quá hấp dẫn, ví dụ về mặt tốc độ chẳng hạn không quá cao này, và Xavi nữa. Cái này thì mình nghĩ là fan của Barcelona cũng sẽ thích là mở các cầu thủ này thôi. Còn cá nhân mình hôm nay thì mình sẽ tập trung vào mở cái box Play of the Week trong tuần này. Xem chúng ta có những cầu thủ nào nhé. Mình sẽ có một cái ranking, nói chung là dựa theo cá nhân mình thôi. Mình sẽ làm cái top 8 ranking các cầu thủ mình muốn mở ra trong ngày hôm nay. Và vị trí đầu tiên của chúng ta đó chính là Parejo. Dani đá rất hay trong câu lạc bộ của Valencia cũng như bây giờ là Villarreal. Và trong cái tuần này thì cũng là một phiên bản mới Play of the Week của Dani Parejo. Dani Parejo có thể đá được hầu như tất cả các vị trí mà chúng ta có thể nghĩ đến. Cái bộ chỉ số có thể nói là về mặt chuyền chọt cũng rất là tốt này. Về mặt giữ bóng thì mình đánh giá rất là cao Dani Parejo, tuy nhiên về mặt dây bóng thì có lẽ là cũng không quá cao. Chuyền chọt thì quá đỉnh rồi. Dứt điểm một cái nữa cũng là một cái điểm rất là hay của Dani Parejo. Cũng như là về những cái khả năng về sút phạt này, tốc độ sẽ là một cái điểm mà chúng ta cực kỳ là đáng lo ngại, bởi vì là chúng ta không thể nào mà dùng Dani Parejo để có mà đá như kiểu lại thì lại Mbappe được, đúng không? Và ở ngay cả các vị trí về CMF cũng thế, nếu mà chúng ta có những cái cầu thủ mà thiếu tốc độ như thế này thì cái việc đeo bám cũng như là cái việc mà chúng ta trap pressing mình nghĩ cũng rất là khó, dù là các cái chỉ số khác thì trông khá là đẹp. Ở vị trí thứ 7 chúng ta sẽ có Maripan. Maripan là một trung vệ mình đánh giá rất là tốt khi mà một cái chiều cao là 1m93 như thế này. Anh em có thể chống bóng bổng cũng khá là ok với những cầu thủ mà có cái chiều cao tốt như thế này. Về mặt chỉ số thì chúng ta có lẽ là sẽ nổi bật ở những cái chỉ số về đánh đầu, về bật nhảy và về khả năng defensive awareness. Tuy nhiên thì một cái điểm hạn chế mình nghĩ có lẽ chính là cái điểm về tốc độ thôi, khi mà tốc độ của Maripan cũng không quá cao và để mà đua tốc độ với những con quái vật bây giờ thì cũng rất là khó. Vị trí thứ 6 chúng ta sẽ có Umtiti. Umtiti thì đương nhiên là đối với những fan của Barcelona rất là hiểu rõ cái cách chơi của Umtiti rồi. Umtiti thì không sở hữu cái chiều cao quá tốt, tuy nhiên thì đây cũng là một cái dạng trung vệ có thể nói là khả năng cắt bóng cũng như khả năng đọc vị trí rất là hay. Và về mặt tốc độ thì có lẽ nhỉnh hơn so với Maripan. Về mặt bật nhảy cũng như là về mặt physical contact thì cái bộ chỉ số của chúng ta cũng khá là cao. Cướp bóng mình nghĩ là cũng khá là thông minh. Và có lẽ năm nay thì đây là lần đầu tiên mà Umtiti xuất hiện một cái phiên bản Play of the Week, nên là đây cũng sẽ là một cái cầu thủ mà đáng mong chờ. Ở vị trí thứ 5 chúng ta sẽ có Brozovic. Brozovic cũng là một dạng CMF mình đánh giá là một box to box cũng rất là hay. Hiện tại đang đá cho Inter Milan với cái bộ chỉ số có thể nói là khá là đồng đều ở mọi tuyến, ví dụ như là về mặt giữ bóng này, về mặt chuyền chọt cũng như là một chút về mặt tốc độ và về mặt khả năng về cắt bóng, khả năng về điều phối bóng cũng như là phòng ngự. Đây cũng là một dạng box to box cũng khá là dễ chơi, cộng thêm cái việc là anh ấy đang sở hữu một vài các cái skill rất là đẹp dành cho việc chuyền chọt cũng như là về cái việc dây bóng, đó là double touch. Thì mình nghĩ là nếu mà anh em đang thiếu một cái phương án làm box to box, chưa mở được Kante này, chúng ta chưa mở được Vieira bản mới, thì Brozovic cũng là một cầu thủ đáng chơi khi mà trong tuần anh ấy đang có phong độ tốt. Ở vị trí thứ 4 thì chúng ta sẽ có Iličić. Iličić cũng là một cầu thủ mình cực kỳ muốn mở ra. Iličić là một mẫu cầu thủ mình đánh giá là to và cao, tuy nhiên lại có cái bộ chỉ số về rất là dẻo. Mà anh em có thể thấy là cái khả năng giữ bóng của Iličić cũng như là khả năng dây bóng này, và chưa kể là cái khả năng tham gia tấn công nữa. Nói chung là Iličić về mặt tấn công chúng ta không có gì phải chê. Chiều cao rất tốt, đánh đầu rất hay, tốc độ vừa đủ. Đối với một cầu thủ mà chơi cái thiên hướng là SS như thế này, thêm một chút tốc độ nữa thì mình nghĩ là Iličić cực kỳ đáng chơi luôn. Tuy nhiên thì tốt mặt này rồi thì phải trừ đi mặt kia chứ, đúng không? Về mặt chỉ số khác thì Iličić cũng rất là nổi bật về khả năng về dứt điểm, khả năng về đóng này. Stamina không quá cao, thành ra là anh em cũng sẽ phải lưu tâm với cái việc này. Hai chân chơi rất tốt của Iličić với cái bộ chỉ số về skill rất là đẹp. Và mình nghĩ rằng là nếu mà chúng ta quay lại Iličić thì mình sẵn sàng là build cái team Atalanta ngay từ bây giờ luôn đấy. Ở vị trí thứ 3 chúng ta sẽ có một cầu thủ khá là trẻ, đó chính là Hope. Hope hiện tại đang
là 19 tuổi và anh ấy cao 1m91. Anh em có thể thấy được cái sự to cao, cái sự lấn át khi mà sử dụng cầu thủ này rồi đúng không? Bộ chỉ số được buff khá là nhiều bởi vì đây là cầu thủ khá là trẻ. Với cái phiên bản là bóng bạc của Pope thì mình nghĩ là chỉ số không quá cao. Tuy nhiên với phiên bản này chúng ta được buff khá là nhiều chỉ số. Thứ nhất là về cái chỉ số về nhiều thuật tấn công đã buff khá là nhiều này. Dây bóng cũng thế, anh em có thể thấy nhá. Về khả năng dứt điểm cũng được cộng tận 15 chỉ số này. Chúng ta có đánh đầu này, chúng ta có tốc độ cộng tận 11 chỉ số kia ở level 1 nhá, chúng ta chưa mắc chỉ số. Và một vài chỉ số khác nữa về stamina không quá cao nên mình nghĩ là nếu mà chúng ta có thể add được cái skill là super sub, à không cần add nữa, anh ấy đã có super sub rồi. Đây cũng là một super sub cực kỳ đáng chơi luôn đấy, thực sự là như vậy. Ở vị trí thứ hai chúng ta sẽ có En-Nesyri. En-Nesyri cũng là một cầu thủ khá là trẻ với cái chiều cao rất là tốt và còn hơn nữa đó chính là việc anh ấy chơi bằng chân trái. Mình cực kỳ thích những cầu thủ chân trái khi mà có thể đá một cách rất là kỹ viện. Và nếu như có thể đá tốt cả hai chân thì thực sự là quá là bá đạo luôn. Với cái bộ chỉ số debuff khá là nhiều ở những cái điểm về những thức tấn công và khả năng về dây bóng. Chưa kể đến một cái điểm nữa đó chính là dứt điểm cũng như là tốc độ, anh em thấy ở đây bứt tốc và tốc độ cực kỳ là tốt. Về mặt stamina có lẽ là chúng ta cũng khá là đủ dùng với chỉ số 83 và chưa mắc nhá. Tiếp theo đó chính là việc đá rất tốt bằng cả hai chân của En-Nesyri. Thành ra là nếu như mà En-Nesyri mình quay được En-Nesyri chắc chắn cũng sẽ là một bài review dành cho En-Nesyri. Double touch cũng có này. Nếu chúng ta có add thêm cái skill One Touch Pass dành cho En-Nesyri thì mình nghĩ nó sẽ cũng tuyệt vời hơn nữa. Tuy nhiên thì với khả năng về dây bóng cũng như khả năng về dứt điểm, đây cũng sẽ là một vài skill mà chúng ta cũng khá là dễ dùng. Và đương nhiên rồi, ở vị trí thứ nhất không ai khác đó chính là Kylian Mbappé. Mbappé trong tuần này lại có phong độ là A, chắc chắn sẽ xuất hiện trong Serious Squad của ta. Về Mbappé thì đây mình cũng không cần phải nói quá nhiều rồi. Về khả năng dây bóng cũng như khả năng về tốc độ cũng được bóc 1-2 chỉ số so với bản base rồi. Tuy nhiên đối với anh em nào mà chưa quay được những cái phiên bản mà trước đó của Mbappé thì đây cũng sẽ là một cơ hội để anh em mở ra được Mbappé, một con quái vật trong hàng tấn công, tốc độ ngút trời, phong độ A nữa thì đá nó còn phê đến mức nào nữa đây. Ok, và bây giờ sẽ đến cái tiết mục chính của chúng ta đó chính là quay cầu thủ. Let's go. Hy vọng là mình sẽ quay được Ilicic này, Hoppe và En-Nesyri. Mbappé thì mình có rồi, thành ra là cũng không cần lắm. Tuy nhiên nếu mà quay ra được thì chúng ta vẫn có thể chơi được thôi. Let's go. Phát đầu tiên. Ok, chúng ta hy vọng là ra được Pháp này. Ý rồi, ý là ông nào? Chết rồi. Ilicic, yes, 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 yes. Đây chính là cầu thủ mà chúng ta cần. Team Atalanta sẽ xuất hiện trong một cái series nào đấy. Mình nghĩ là nếu mình có cơ hội thì mình cũng sẽ bìm cái team Atalanta. Tuy nhiên thì Ilicic đã xuất hiện rồi. Yes, tuyệt vời. Let's go Ilicic. Ilicic đã qua cái mùa khủng hoảng rồi, anh em đừng trêu Ilicic nữa nhá. Hy vọng là đây sẽ là cái mùa mà Ilicic cùng với Atalanta gặt hái được nhiều danh hiệu hơn. Ok, phát thứ hai này chúng ta hy vọng là sẽ mở ra được Hoppe hoặc là En-Nesyri. En-Nesyri, En-Nesyri. Tên cũng hơi khó đọc. Pháp này, Mbappé hoặc là En-Nesyri nhá. Ok, là Mbappé. Không sao, Mbappé mới thì vẫn chơi được. Mình sẽ bóp chỉ số xem là Mbappé mới này chỉ số như thế nào nhá. Còn mình vẫn hy vọng là ra En-Nesyri cơ, hoặc là Hoppe cơ. Hoppe là đẹp này. Ra Hoppe đẹp luôn, build một cái team 3 tiền đạo quá hợp lý. Review một phát bao này luôn. Đã cho Hoppe. Ok, phát cuối cùng này, En-Nesyri hoặc là Hoppe sẽ tuyệt vời anh ơi. Ra đi, come on. Ôi, Tây Ban Nha, Vallejo à? Vallejo rồi, khả năng cao Vallejo. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, En-Nesyri, come on. En-Nesyri. Ôi, đây là lần đầu tiên mà mình nghĩ là quay ra được top 3 đấy. Top 1, top 2, top 3 luôn, 3 cầu thủ mình muốn luôn, ôi trời ơi. Thôi xong rồi, mình chắc chắn là sẽ có review về 3 cầu thủ này, một cái sự kết hợp quá tuyệt vời anh em ạ. Ok. Ten. Bây giờ chúng ta sẽ xem các cầu thủ mà chúng ta quay được trong ngày hôm nay. Bong. 3 vị trí mà chúng ta mong muốn, 3 vị trí mà chúng ta mong muốn, không thể nào mà tin được. Ok. Và đó là video ngày hôm nay của chúng ta. Hy vọng là anh em đã quay được những cầu thủ mà mình mong muốn nha. Đừng quên like, subscribe để tiếp tục mọi game. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Peace.